trở lại với channel của mình là Kangimin đây. Thì ngày hôm nay mình đang ở trong cửa sổ Minecraft khá là mới đó các bạn. Thì đây là phiên bản Minecraft Win 10 Edition và được đồng bộ với lại Minecraft Pocket Edition ở trên điện thoại. Tức là hai phiên bản này nó sẽ tương tự nhau. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái server chơi trên hai cái phiên bản này. Đó là server FCA. Thì không biết FCA có nghĩa là gì, nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn truy cập vào server này. Thì đầu tiên các bạn bấm play nha. Sau đó bạn bấm vào phần friend và bạn sẽ bấm vào đây để thêm một cái server. Thì bây giờ mình sẽ đặt tên là FCA. FCA chứ không phải FAC. Và IP của nó là play.fcabe.vn. Đấy, đây là IP của server nha các bạn. play.fcabe.vn. Ok, thì sau khi các bạn xong cái IP á, thì bây giờ bắt đầu bạn truy cập vào server nè. Đó, server hiện tại đang có gần 200 bạn. Đó. Thì khi mà các bạn truy cập vào đây nè, thì á các bạn đang đứng ở lobby và các bạn có thể nhìn thấy ở cái góc này nè, bạn nhập mật khẩu đã đăng nhập. Thì bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu vô, hoặc là nếu như bạn nào chưa có tài khoản á thì hệ thống sẽ kêu bạn bắt đầu nhập cái mật khẩu vô để đăng ký. Thì bạn cứ nhập hoàn toàn là tiếng Việt cả, cho nên bạn yên tâm. Để hướng dẫn thì bây giờ mình sẽ đăng nhập một cái rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Ok, hiện tại mình đã đăng ký xong rồi nè bạn. Khi bạn đăng ký xong thì bạn sẽ được mở ra, và đây là lobby, gọi là lobby của server đó bạn. Đấy. Đó, mình có được rank YouTuber nè các bạn. Đó, thấy chưa? Hỏi quá. Đó, thì ở đây nè các bạn sẽ có chế độ prison nè. Ai là cái giết người nè, Survival 2, Survival 1, Skyblock, Skyblock 2, Gun, Skyward 1v1 và Money Block. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn trước, đầu tiên là chế độ Survival 1 nha. Ok, bấm vô chuột trái, chuột phải gì đó, mình cũng ngu người lắm. Hình như là mình đang teleport. Đấy, hiện tại là hệ thống đang chuyển mình qua cái server Survival 1. Đây là server Survival 1. Đấy. Và mình đang đứng ở Survival 1 đúng không ta? A, B, C, 1, 2, 3. Đó, mình đang đứng ở Survival 1. Và đây có cái gì đây? Xe cộ, các thứ. Bạn yên tâm đi, cái BE này nè, bạn vẫn có thể chuyển map từ BC qua. Còn hoặc là bạn có thể sử dụng phiên bản trên máy tính như mình nè, xây dựng. Cho nên bạn đừng ngạc nhiên khi mà xây được những cái đẹp như thế này. Đều bạn nói là sao xây trên điện thoại mà đẹp vậy? Được hết, nó có thể đồng bộ được hết các bạn. Đây, alo, ấy chuyển thành YouTuber ngay, đẹp trai ngay. Ok, đi thẳng vào đầu này, admin game mình đi thẳng đầu này thì, cái ạc này á, trước khi mà mình vô cái ạc này á, thì có người khác chơi rồi các bạn, cho nên mình mới kêu admin reset patch cho mình. Đó, thì đi tới đây thì sao? Rồi sao? Đi tới đây thì sao nữa? Server này chơi theo kiểu bạn nhìn đây nè. Server này chơi theo kiểu nè, để admin đi qua Survival đi mai kiếm đồ kiếm tiền. À, cũng giống như BC ha. Ồ, đây có gì 200.000 cạc. Cái này là ồ, nạp vào bitdo.m. À, qua mua đồ, qua kiếm tiền mua đồ, qua block xây gì đó. Có bắt cua mây là giống như kiểu may lại kiểu giải đố các bạn, chạy ra khỏi sao ta? Mê cung á, đúng rồi, mê cung đó. Mình hiểu rồi. Thì bán đồ ở đâu đây, để mình coi thử, mình hướng dẫn các bạn mà mình phải biết là cái khu vực bán đồ ở đâu chứ, đúng không? Đây. Đó, mình thấy rồi. Sử dụng cái lệnh như trên PC với bạn, webshop. Đấy, thì nếu như mà mình thì mình ngu người thôi, chứ nếu như bạn nào mà chơi server ở trên PE nhiều là bạn sẽ biết những cái lệnh này, đúng không? Cơ bản là những cái, nhưng mà nó không có cái menu nha các bạn. Cái này nó không có cái menu như là những cái server PC đâu. Bạn bấm vô bảng nè để mua hoặc là bán.
mình nghĩ là ở đây là bán. À đây là mua. Đây là mua, vậy bán ở đâu? Bán ở đâu ta? Ý là chỉ có mua thôi hả? Phải không? Chỉ có mua thôi hả? Chỉ có mua thôi à? Không có bán à? À đây 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 đây, đây này là mua, ở trong này là bán. Đây, các bạn đi xuống dưới này để các bạn bán đồ. Để xem tiền của bạn. My money. Money. My money. Bấm sao xẹt my. My money. Ok, mình đang có là 97 cao su, ok. 97 cao su và ở đây các bạn có thể mua được set what the. Ồ. Hồi nãy mình bấm bấm cái nó mua quá trời emerald luôn bạn. Ok, từ từ coi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mua một cái bấm chung. Bấm sao để mua. Mình bấm nãy mình bấm cái này là sắp bán mà đâu phải sắp mua đâu. À, bán giáp. Có thể bán giáp và bạn có thể bán nè, những cái quặng là đá nè, ọt nè, có bán kim cương không ta? Hình như kim cương không cho bán nhưng mà bạn có thể bán gỗ nè. Bạn bán gỗ là được 30 xu, một stack là được 30 xu. Ồ tuyệt vời. Còn cái gì nữa không? Ok. Ủa cho bán mấy cái đồ này luôn hả ta? À đúng rồi, không cho bán kim cương nhưng mà bạn có thể grab ra cái món đồ để bạn bán. Đó thì thay vì nè cái nếu mà cái shop bán này thì cái giày này chỉ làm có 4 cục kim cương mà bán được 350. Ồ, bằng với lại cái quần. Sao lại cái giày bán liên tục luôn, farm tiền. Vậy không ổn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên này. Mua bedrock chơi trời. Mình coi thử coi có cái gì hấp dẫn không. Không có gì hấp dẫn hả? Có cái gì mua đẹp đẹp không? Có túi màu, túi đồ, nói chung là làm easy trên server, trên PC luôn các bạn. Tự nhiên mình mua một đống ngay mà rồ làm cái gì không biết nữa. Thì các bạn chuyển qua Skylock thì bạn ấy rớt rớt thì bạn chỉ qua Skylock thì bạn sẽ ra đây, ra ngoài này lại và mình sẽ chọn cái Skylock 1. Đúng không ta? Ok, chọn Skylock 1 ha. Bấm. Rồi, chụp trái vô nha các bạn. Còn bạn nào mà chơi cảm ứng thì trên điện thoại thì bấm một cái là nó nhận à. Rồi, chuyển qua Skylock 1 coi có gì hấp dẫn. Cái map này easy. À, cái map này easy, cái map lấy trên mạng luôn nè bạn. Tuyệt vời. Thì Warp Zone. Warp Zone để tham gia Skyblock. Warp Zone là thế nào? Warp Zone kia kìa là bạn dẫm lên cái chỗ Warp Zone kia kìa là để vô đảo. Ok. Dạng như là tạo đảo đó hả? Zone here. Ở đây nè. Khi mà bạn bấm vô cái zone here thì nó sẽ cho các bạn vào cái map này. Thì cái map như thế này thì các bạn cũng sẽ có một cái đảo giống như cái chế độ bình thường nè. Sau đó bạn sẽ làm một cái máy farm. Thì ở đây mình sẽ thử làm cái máy farm một bên lava. Bạn cũng được một tạo một bên lava, một bên nước. Chảy lâu cái gì? Sao chảy lâu cái gì? Đó, được rồi nè. Đó, thì sau đó bạn đứng đây farm thôi và ngoài ra thì mình sẽ chặt cái cây này nữa coi. Thì chơi trên PC thì khá là dễ á. Nhưng mà chơi trên ấy thì hơi lâu e, không đồ đâu. Chơi trên điện thoại thì hơi khó ấy. Thì chúng ta sẽ thử làm một cái cúp gỗ trước. Đây, bỏ vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo. Chơi trên này nó dễ. Y chang luôn, y chang trên PC luôn, không khác gì luôn. Đó, làm một cái đồ farm đá. Thì đông người thì nó đông, à đông người thì nó bị chậm. Chắc là nhiều người chơi đó bạn, cho nên server nó hơi chậm chậm tí, bạn thông cảm ha. Bạn chơi cho mình e mà, BE mà từ từ chúng ta chơi cũng được, không sao cả. Mà đào rất là nhanh á, chỗ cái chẳng qua là nó xuất hiện cái lốc hơi chậm thôi. Đấy, nó cũng giống y chang. Ở đây thì bây giờ mình sẽ thử về cái húp, mình nghĩ là nó là cái húp đúng không? Trời đẹp trai là biết ngay. À, thì các bạn nào vào á thì nhấp vào đây là để tạo đảo ha. Rồi ở đây nó có là cái gì? Skyblock Netherworld. À shop, chúng ta sẽ đi tới shop.
Ồ, chơi một chỉ cần một lần hướng dẫn nhỏ nhỏ thôi là mình vô là mình Dubai shop nè bạn, Dubai shop là shop à kiểu như là shop những cái đồ mắc tiền á. Đấy. Thì ở đây bán gỗ, ở đây là shop mua hay shop bán để mình coi thử ra. Mình nghĩ là top shop này chỉ có shop mua thôi, tại vì Skylock bạn đâu kiếm được cái gì ngoài cái việc đá ra đúng không? Cho nên bạn chắc là mình chỉ nghĩ là shop này là shop mua thôi. Làm sao để chúng ta bán? Đây. Đây đây, đây chính là shop bán, các bạn có quyền bán 3 loại lá, gỗ và đá, thì các bạn bán được thêm ba cái loại này nữa, là ba loại thực phẩm cơ bản mà trồng ra được nhiều nhất đó. Rồi sau đó bạn lấy tiền mua những này rồi xây dựng cái đảo của mình lên. Ồ, các bạn có thể mua cánh luôn nè, mua tất cả là mua được bằng tiền hết, mua bằng tiền, không có mua không có phải mua bằng xu đâu. Nhưng mà mình nghĩ là cũng phải, bạn cũng phải ủng hộ server, tại vì cái gì cũng vậy mà đâu có phải server miễn phí đâu bạn, cần phải có máy chủ máy đồ các thứ. Thì bạn nào chơi thì ủng hộ server bằng cách mua, mình nghĩ là mua VIP hoặc là mua cái gì đó, tại mình là rank YouTuber hay sao đó. À, nè các bạn, ngoài ra bạn có thể mua plot bằng cách vote, nếu như đạt 30 vote trong tháng sẽ được VIP miễn phí 7 ngày đó. Nói chung là mua VIP, mình chưa có được rank YouTuber mà cũng chả cần đâu, tại vì mình chỉ review thôi mà mình đâu có chơi đâu. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà tương lai thì mình có thể sẽ chơi, tại vì cái này thay đổi các bạn à, lâu lâu chúng ta chơi chúng ta có thể bán táo nè đó, ngon không, quá là tuyệt vời luôn. Cái gì nữa này, các bạn đừng tưởng là Minecraft PE là thua những cái Minecraft khác nha. Đấy. Cho nên bạn nào thích á, thì hãy truy cập vào server này để chơi. Ngoài ra thì hôm nay mình giới thiệu cho bạn ba cái server, là ba lộn ba cái tính năng trong server này. Đầu tiên đó là Survival, thứ hai là Skylock, thứ ba là Gun bắn súng, chế độ bắn súng. Hello mọi người. Đó, chế độ bắn súng các bạn. Thì đây có cái này là zone, thì mình cũng chả hiểu, chắc là bấm lệnh á. Nếu như bạn không thích, bạn không nhảy vô cái cục này á, thì bấm lệnh, đó, bấm chịu nhảy vô thì nó chuyển về, còn không thì bấm lệnh. Gì vậy? Phải. Ông Việt Minh ông làm thành hai hai cục như thế này thì nó sẽ không nó Ủa, nãy mới thấy cái cục redstone. Thì cái trên cái BE này bạn đập ra là nó tự nhận đồ luôn à. Hay à. Không cần không không. Ủa, sao mình thấy có lock kim cương. Lock kim cương. À lát lát. Thì cái này cũng làm mấy farm được nè, ghê không? Ủa, tuyệt vời, đầy đủ cái chế độ Skylock là mấy fan luôn á, chụp hình phát rồi. À, nó cũng sử dụng những cái phím chụp hình trong cái phím tắt, chụp hình trong phiên bản này là lúc nào ta, không biết phiên bản này mình chụp hình là lúc nào nữa. Ồ, cho cúp, cho mình cái cúp effect CC 4. Có có lốc vàng luôn thì á, đừng nói có random ọt nha. Có random ọt luôn à. Ủa hay à, đào khá là phê luôn. Nhưng mà ở đây ôi có đá đỏ rồi. À có random ọt luôn bạn ơi, chà đầy đủ cái tính năng nha, chứ không phải đùa đâu. BE có random ọt đàng hoàng, đào phê không? Mình đang được cái cúp reset trên C3 thôi mà đập rất là đã luôn, đào thấy phê phê đó. Đấy đó, có không biết phải random ọt không hay là ông admin ông đặt vô nữa, mà hình như các bạn nếu mà đập phải đập nhanh nha, đập đập chậm là nó mất hay sao á, nó random nhưng mà phải đập nhanh đó. Đó nó xuất hiện cái rồi rồi nó mất liền, cho nên phải đập thiệt là nhanh, đập nhanh để cái lock nó hồi á, mình chả biết làm sao nữa. Nhưng mà nói chung là ok, mình thấy server này khá là hay bạn, rất là nhiều mini game đúng không, bạn thấy ai là kẻ giết người đúng không, tập sau mình sẽ giới thiệu cho bạn cái mini game đó. Tập này chưa đâu, cứ chờ đợi, nếu như bạn phải ủng hộ mình và server thì hy vọng là chúng ta sẽ có tiếp tục thêm những cái tập nhiều lắm. Đấy thì bây giờ mình sẽ chuyển qua game nha, tại vì cái này xây đập thì mình tại thì cái này mình chơi mình để giới thiệu cho bạn mà, khi nào mà mình chơi thiệt á mình sẽ quay, ok ha.
Ok, thì chúng ta cũng quay trở lại như bình thường và tiếp tục bấm vô đây cái miếng đó nó có đẩy được giống như bạn nói, bạn nào chơi hai pixel thì bạn sẽ biết cái cục slime đẩy y chang, nó sẽ đẩy chúng ta tới cái ngày nhanh hơn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn server gần gần đâu gần đâu đây. Ok, quá bấm chuột trái vô tuyệt vời. Đó, nó đẩy gì thôi chứ thiệt ra tới đây nó đủ 3 giây cái nó di chuyển mình qua một cái thế giới khác các bạn. Ồ tại sao chưa di chuyển? Ồ lắc lắc lắc. Server đông lắm bạn ơi. Tầm hơn 300 mấy, 300 mấy người chơi á, nó này chắc chưa phải là maximum của server đâu. Mình nghĩ là sẽ còn nữa. Đấy, chúng ta đã qua server Gun và có 3 chế độ hả? Đấu đơn, đấu đội và zombie V4, chắc là mình chơi zombie V4 đi. Nhưng mà bây giờ mình không có tiền mua súng. Mình bấm xịt gun rồi. Gun để biết thông tin những loại súng xịn. RPK Camo, Barrett, AK47, M4A1 Bone Beat, AK Infernal đang cập nhật. Ok. Nạp su để mua su, xịt su để biết giá su. Phải. Nào, nạp su. Nạp su bạn có thể chà. Nạp su. Vui lòng tử lại, nạp su. Mobile. Series mã thẻ, à hiểu rồi, bạn nạp thẻ bạn bấm nạp su mobile rồi bạn nhập series xong bạn nhập mã thẻ bấm bầm enter. Lỗi, đúng rồi, làm sao đúng được đấy, lại bạn có thể chơi được. Bây giờ thì mình đang đợi admin tặng tiền he cho mình ít tiền mua súng đi, mình mua súng vô chơi zombie với bốn các bạn top 5 top 6 chợ súng mùa giải mới 30 ngày. Top 5 chọn súng tên súng dưới 1.000 xu cộng kỷ niệm 2016. Server này hình như là chơi theo mùa giải các bạn à. Team chọn bom xanh, bom cam, tức là bạn cứ giống kiểu tổng kết á. Bây giờ mình sẽ có được 2.000 xu rồi. Gần nhưng mà mình không thích mua những khẩu súng này đâu, mình thích những cái khẩu súng VIP à. Không mấy khẩu VIP đâu rồi. Chánh đây là pet nè. Đó, mấy khẩu pet gun nè các bạn. Mà mấy khẩu này không biết bắn để đi lựa súng bắn zombie, để đi lựa súng bắn zombie nào. Bên này là ngày 2 nhiệm vụ ở thời gian súng trong quest, lỗi hiển thị, lưu ý lỗi hiển thị thời gian súng trong quest nhân đôi với tiền nhập thẻ. Ok, mình đi kiếm mấy cái khẩu nào mà bắn được zombie á. Này RPK Camo nè, MG3 nè, đây mua khẩu Barrett. Mình mua cho ta. Bạn lại sắp mua súng Best Gun nè, mua xong bấm Set Inventory. Kho đồ hiện tại có USB. Đầu ok. Ok, pha mát. Vậy là mình chưa mua khẩu này. Từ từ mình qua mua khẩu súng Best súng bên kia đã. Mua khẩu AK Bone Beat. Bạn có muốn mua AK Bone Beat? Rồi có trả lời sao đây? Trả lời sao đây? Trả lời sao để mua súng trên Win 10 đây? Thì chưa ngáo trả lời sao đây? Ok, hiện tại mình đã mua được khẩu AK, các bạn phải nhấp hai lần nè. Admin mới chỉ mình nhấp hai lần và bấm Inventory. Inversi thì ở trong này mình đang có khẩu AK47 nè. Bây giờ mình sẽ trang bị súng AK gạch 47 bit, phải bấm đúng tên nữa nha các bạn. Đó, đã trang bị vũ khí AK47 bit rồi. Bây giờ mình sẽ mua cái gì nữa đây? M4A1, mấy khẩu này cùi lắm. Là mua dao, đúng rồi, mua dao kim cương. Rồi, chúng ta đã mua được cái dao kim cương rồi. Bây giờ mình sẽ trang bị con dao kim cương Diamond. Không biết là trong kho đồ súng trang bị. Ok đi mình sẽ trang bị khẩu súng là cái gì ta, Invincy, trang bị khẩu Diamond Knife. Để trang bị vũ khí kim cương. Bây giờ mình coi thử coi còn cái gì nữa, khẩu súng lục nữa, mình cần mua khẩu súng lục nữa để vô bắn zombie nè. Khẩu súng lục ở đâu ta? Barrett, RPK Camo, Thompson. Súng lục ở đâu ta? Súng lục ở đâu ta? Súng lục ở đâu ta?
Súng lục ở đâu? Không có súng lục. Thôi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thử vào chế độ zombie V4. Sao không vô được zombie? Chế độ đấu đơn. Ok. AK47 nè bạn, mình đang cầm AK. Ủa sao mình không có tiếng ta? Mình setting mình hình như nãy mình tắt cái tiếng game á. Tắt cái tiếng nhạc á cho nên nó mất luôn cái tiếng ấy thì phải. Không có cũng không. Mày đó, ghê chưa? Mình bắn AK47 bom bit mạnh chưa? Đó. Đây là chế độ đấu đơn nè các bạn. Và đây là map Deadeat 2. Đó, bão sa mạc á, nếu như bạn nào muốn là cái chế độ giống y hình map này cũng lấy giống như bên gần FS lượng mình chơi đây thì phải easy map này mà. Này mình có gì đây? Có nổ không? Có nổ không? Có nổ luôn rồi các bạn. Còn này là gì? Nạp đạn. Ok. Ủa, phải bấm số 5 để nạp đạn tại vì đây là chơi trên PE mà các bạn. Bạn đâu có thể nào mà bấm nút được đúng không? Bùm 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 bùm. Ha ha ha. Mình đã vừa mới giết được. Để mình coi thử coi còn ai nữa không. Cái này là gì vậy? Phải súng không? Không phải súng hả? Ồ, mình bị kích rồi. Ok, thì lúc nãy mình đã bị kích ra bởi cái chế độ 1.1. Thì bây giờ mình sẽ qua chế độ zombie. Thì hiện tại admin kêu là đã có thể truy cập vào cái chế độ zombie rồi. Chúng ta sẽ qua chế độ zombie để chơi nha. Bắn zombie nó mới sướng các bạn. Nhưng mà không biết là cái khẩu AK của mình này có thể mà tiêu diệt zombie được không. Sao cái tay tự động nó quấn gì. Kẹt phím hả? Phải. Map này là map gì quên rồi. Bên đột kích là map này là cái gì vậy bạn? Mình nào biết thì comment ở phía dưới nha. Mình lâu quá mình nghỉ bên đột kích rồi mình không có chơi á. Cho nên ngủ người các bạn ơi. Hỏi. Sao tự nhiên nó cứ bắn vậy? À 5 người và 2 zombie. Ôi trời ơi, zombie đâu vậy? Zombie là con nào vậy? À zombie là thằng này đúng không? Terminator nữa. Terminator. Ui. À mình người chơi là mình sẽ có skin của kiểu đặc nhiệm. Gà đạn đi anh ơi. Ủa bắn hết đạn là mất khẩu súng luôn hả bạn? Mình bắn được 1000 mấy đam. Mình bắn kiểu mình đang nạp đạn. Sao mình mất luôn cái khẩu súng rồi. Quăng cái bom xuống rồi. Cái này chơi không chết. Mình là show. No. Bắt cô ghê lắm. Nè mấy ông này không giết mình. Mình có súng lục. Ok. Mình đang là người cuối cùng các bạn. Bắn. Ơi. Sao mấy ông này nhảy lại mình. Rồi luôn rồi. Chạy sống thế nào được đây bây giờ. Không sao. Oh yeah. Bắt cô. Chạy, tránh. Mình. Cô tôi. No. Chạy thôi, mấy ông này chắc không mấy ông chơi BE, mấy ông. Đen lỗi. Gì vậy? Đang bị gì vậy? Nhưng mà không sao mình cứ mình chạy thôi.
mình chạy thôi. Cô ghê lắm, ghê lắm. Thì hiện tại là server có rất là nhiều chế độ chơi các bạn à, và mình nghĩ là server đáng để các bạn chơi trong cái đó, có bắt cua nè, đứng mình biết bắt cua lên, đáng để các bạn chơi trong cái BE này. Đó, bạn nào thích thì hãy truy cập vào đây nha, mình có cái phần IP đó. Đó, mình chiến thắng ngay. Mình chả biết tại sao mình chiến thắng nữa, mình cầm mình bắn 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 cho vui thôi mà cũng chiến thắng nữa, tuyệt vời. Vô vô lại nữa rồi mà hình như cái này mình bị mất khẩu súng luôn bạn ơi. Sao em hình như này cũng bấm enter để chat, bấm enter để chat thôi, cái này hình như có một map thôi. Cái gì sao là quýt, bạn là Terminator hãy cho bằng cách đào titan ô số 2. Mình là Terminator. Mở ly tinh biết biết mà. Chơi xe ép mà, mình biết chơi mà, mình là lọ thủy tinh đâu, có thấy lọ thủy tinh đâu, lâu lâu thì chứ tàng hình mà kêu lọ thủy tinh. Cái này cũng xạo thiệt, bây giờ mình thử chơi cái lọ này. Có một ông gì? Có một ông thì chỉ có thua thôi. Ông thì làm sao mà sống sót với mình được. Trời ơi ông này ngáo ngáo này. Hello. Biết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy lên lại. Thôi nha. Hello. Hello. Ủa bắn được không? Mình bắn phát win luôn. Zombie vẫn bắn được à? Tuyệt vời, quá là tuyệt vời luôn. Sao con này hồi nó vì bắn không thể tin được. Giờ mấy ông này ông tưởng mình chưa quay mà thực ra mình đã quay rồi. Thực ra là mình đã quay rồi. Hello. Mình đã quay rồi, win rồi. Ok, đây server có rất là nhiều chế độ, thì nếu như bạn nào thích á, thì hãy truy cập vào server FCABE play giống như fplay.fcabe.vn để chơi, và server đang chơi rất là đông, tầm 300-400 người á. Đây là một cái cơ hội để các bạn tham gia vào một server ở trên BE dành cho những bạn nào chỉ chơi BE chỉ có survival không á. Thì bây giờ chúng ta sẽ có nhiều cái sự thay đổi, bạn kết nối wifi và chơi mạng cùng với những người khác, rất là tuyệt vời đúng không nào? Thì nếu như bạn nào thích series này hãy like và share cũng như là kính đăng ký theo dõi channel của mình, ủng hộ mình thì mình sẽ làm tiếp cho bạn thêm những cái chế độ mới đó, cho bạn xem và cùng tìm hiểu. Thì dành cho những bạn nào chơi BE, còn nếu bạn nào chơi PC thích thì có thể chơi phiên bản trên Windows 10 nhưng mà nó sẽ tốn tiền đó bạn, cho nên cũng cân nhắc kỹ ha. Còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha, bye bye.